Xin chào các anh chị đang theo dõi nội dung của video phân tích thị trường chứng khoán trên kênh Đầu tư chứng khoán Minh Phụng. Và trong nội dung của video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đưa ra những nhận định cho tuần kế tiếp từ ngày 5 cho đến ngày 9 tháng 12. Những thông tin mà các anh chị đang theo dõi đều được mình phân tích, nhận định và tổng hợp dựa trên các quan điểm đầu tư cá nhân cũng như là các cái số liệu để làm cái nền tảng cũng như là cái thông tin cho các anh chị tham khảo trong quá trình mà các anh chị đầu tư và tham gia trên thị trường chứng khoán một cách nó phù hợp nhất các anh chị ha. Như vậy thì cũng là phiên cuối tuần ngày 2 tháng 12 cũng chính là sinh nhật của mình. Mình cũng xin cảm ơn những cái lời chúc rất là ấm áp và chân tình của các anh chị nhà đầu tư trong room gửi cho mình trong cái ngày hôm nay ngày 2 tháng 12. Qua đó thì chúng ta thấy là thị trường cũng có một cái nhịp tăng rất là tích cực trong phiên ngày hôm nay, đúng không ạ? Thị trường kết phiên ngày hôm nay tăng 43 điểm, có thể gọi như là tím cả một dòng sông các anh chị. Thì đúng như dự đoán, ngay từ lúc buổi sáng thì các anh chị nhà đầu tư trong room đã gửi cho mình những cái bó hoa màu tím ở đây các anh chị đó, kết hợp với cái việc là tuổi mới nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công, dẫn dắt nhiều các cái nhà đầu tư về các cổ phiếu màu đẹp như là màu hoa các anh chị. Và kết phiên ngày hôm nay các anh chị thấy là kết quả của chúng ta là thị trường nó có một cái nhịp tăng điểm rất là nở rực luôn. Ngay trong các cái rổ cổ phiếu VN30 của chúng ta thì 30 mã cổ phiếu đều tăng điểm trong cái phiên cuối tuần ngày hôm nay, và có đến 8 mã cổ phiếu chúng ta thấy là tăng trần. Thì cái nhóm này chúng ta không xa lạ với cái việc dẫn dắt đến từ dòng tiền, câu chuyện quen thuộc đến từ cái nhóm mã cổ phiếu đó là banh, chứng và thép các anh chị ha. Ngoài ra thì còn có bất động sản. Chúng ta thấy là banh với các cái đại diện như là VIP này, công thương này, STB tím đúng không ạ? Tiếp theo đó là chứng này, ở trên này VN30 thì chúng ta nhìn ngay có cái đại diện đến từ SSD các anh chị ha. SSD chúng ta thấy là tím này. Còn về dòng thép, chúng ta có Hòa Phát rất là đẹp. Hòa Phát những cái nhịp này rất là nhẹ luôn anh chị. Đó. Ngoài ngày xưa thì chúng ta thấy là Nam Kim nhẹ, tuy nhiên bây giờ Hòa Phát lại là cái cổ phiếu rất là nhẹ trong nhóm ngành thép, kéo tăng rất là nhanh luôn. Tiếp theo đó là nhóm bất động sản. Nhóm bất động sản thì cũng khá nhiều cái cổ phiếu chúng ta thấy trong rổ VN30 như là KDH này. Đó, rồi Vinhome này, rồi Phát Đạt này. Sau thời gian bị giam sàn thì chúng ta thấy là ngày hôm nay đang liên tiếp có những cái nỗ lực hồi phục của các cái cổ phiếu trong dòng bất động sản. Xét về cái tính chất và định lượng, nhìn về cái dòng tiền á, thì chúng ta lướt sơ qua thì chúng ta cũng đã thấy các cái nhóm ngành nó đang tương đối là tích cực này. Nhóm chứng khoán này, nó dẫn dắt toàn bộ cái sóng ngành, đúng không ạ? Toàn bộ cái sóng ngành. Tức là cái câu chuyện ở đây là dòng tiền đang lan tỏa đều ở các cổ phiếu nhóm chứng khoán. Có nghĩa là các anh chị chỉ cần mua cái cổ phiếu mà mang tên chứng khoán thôi, trúng dòng chứng khoán là gần như chúng ta thấy là cái mức tăng điểm của nó là từ 5 cho đến 7%, tức là cái mức tăng trần. Tiếp theo đó là sự đồng loạt của cái nhóm dòng ngân hàng, nhóm bất động sản ở đây này, nhóm bất động sản cũng tương đối là tích cực. Chúng ta thấy là toàn bộ thị trường của chúng ta đang có những cái nhịp hồi phục rất là tốt. Nhìn sâu vào cái sức khỏe dòng tiền thì các anh chị thấy là cái dòng tiền của nhóm ngân hàng đã có những cái cải thiện đáng kể từ cái việc Doji, tức là dòng tiền đang chờ, thì bây giờ nó kéo xanh qua các cái cổ phiếu như là Techcombank này, chúng ta thấy là VIP nó cũng kéo xanh này, rồi Tiên Phong Bank nó cũng kéo xanh này. Đó, rồi dòng tiền còn lan tỏa đều ra các nhóm ngành như là nhóm chứng khoán. Chúng ta thấy là đại diện nhóm chứng khoán hiện tại đang rất là khỏe, khỏe đều luôn. Tức là cái sự lan tỏa dòng tiền đồng đều đến từ các cổ phiếu trong nhóm chứng khoán. Mà cái đại diện mà chúng ta nếu nắm giữ những cổ phiếu đồng ngành như là SSD, VND hoặc là HCM, chúng ta thấy cũng rất là tốt, rất là tích cực cho đến thời điểm này. Điểm tăng và cao liên tục các anh chị ha. Nhóm thép thì sao? Câu chuyện của nhóm thép cũng đang rất là ổn. Chúng ta thấy là dòng tiền nó không còn yếu như ngày xưa nữa, mà bây giờ nó đã lan tỏa đều. Và ba cái nhóm cổ phiếu đầu ngành của dòng thép là Hòa Phát, Hoa Sang và Nam Kim đang rất là đẹp với cái sức khỏe và cái đà xu hướng tăng rất là tích cực các anh chị ha. Ngoài đó thì chúng ta thấy thêm các cái nhóm khác như là bất động sản này, hoặc là cái nhóm bất động sản đầu tư công, khu công nghiệp rồi đó, thì chúng ta thấy cũng khá là ổn về cái sức khỏe dòng tiền cho đến cái thời điểm này. Do vậy thì chỉ riêng cái tính chất định lượng và cái tính chất tăng trưởng của dòng tiền cho đến cái giai đoạn này thì chúng ta thấy là mọi thứ đều đang rất là ổn định. Và trong phiên cuối tuần ngày hôm nay là một cái, có thể gọi là một trong những cái bất ngờ các anh chị, gọi là một trong những cái bất ngờ khi mà cả thị trường của chúng ta kéo lên gần đến 43 điểm. À, 43 điểm, cụ thể ở đây là 43.7, và chúng ta đang đóng cửa ở mức 1080. Các anh chị cùng mình chúng ta dành một ít thời gian để chúng ta nhìn vào trong cái biểu đồ kỹ thuật một tí ha. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại cái nhóm cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ trong cái thời gian vừa qua. Thì những nhận định của mình trong cái thời gian gần đây đó là cái lộ trình tăng điểm chỉ số của VN Index này,
chúng ta đã bước qua cái giai đoạn gọi là giai đoạn bull, tức là cái giai đoạn tăng tăng nóng đó, từ cái chữ bull ở trong này này các anh chị, đây chữ bull, thì đó là cái đoạn mà chúng ta nâng và gia tăng tỷ trọng ở trong cái vùng bull này. Tức là khi mà các cái mẫu hình nến chúng ta phân tích rất là cụ thể là khi mà nó vượt được cái đám mây cầu vòng đó, thì chúng ta sẽ nâng nâng và gia tăng tỷ trọng, thì chúng ta đã nâng trước một nhịp ở đây, đúng không? Khá là ổn. Lên tới trên này thì thị trường đã kích hoạt cái trạng thái lạc quan về tâm lý của nhà đầu tư, khiến cho cái đà đồng thuận và cái sự lan tỏa của các nhóm ngành mà ngay từ đầu mình phân tích cùng với các anh chị, đó là banh chứng, thép và cả bất động sản, nó hội tụ lại với nhau và nó khiến cho nó kéo chỉ số tăng mạnh như trong cái phiên ngày hôm nay, phiên cuối tuần các anh chị ha. Tuy nhiên thì các anh chị cũng phải chú ý giúp mình một cái điểm, đó là cái việc tăng của thị trường cho đến cái đoạn này thì mình có nhận định này, thị trường sẽ có những cái nhịp phân hóa rõ hơn ở những cái giai đoạn sắp tới để có thể test nhẹ là chỉ số, nó là test nhẹ hoặc là chỉ là những cái nhịp đi ngang thôi các anh chị ha, chỉ là những cái nhịp đi ngang chỉ số này. Nên nhà đầu tư trong giai đoạn này sắp tới chúng ta vẫn yên tâm nắm giữ các cổ phiếu có sẵn trong danh mục, muốn chốt lời thì chỉ chốt lời trên cái phần margin đang sử dụng mà thôi, còn cái tỷ trọng tiền thiệt thì hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ để chúng ta gia tăng cái đà tăng của tỷ trọng lợi nhuận ở trong cái giai đoạn này. Xét về các cái xu hướng của các cái nhóm mã cổ phiếu chúng ta đang cầm nắm ở đây thì mình sẽ phân tích đi nhanh ở phần trước. Phần đầu tiên ở đây chúng ta phân tích một tí các anh chị ha. Trước tiên là chúng ta quay trở lại với nhóm ngân hàng xem tình hình nó như thế nào. BIDV thì sau cái nhịp bán mạnh trong phiên ngày 1 tháng 12 á, thì phiên ngày 2 tháng 12 lại tiếp tục có cái lực mua tăng mạnh lên các anh chị. Tuy nhiên thì BIDV câu chuyện của chúng ta là vẫn còn đang test cái cản này các anh chị ha. Cái vùng cản đây, đây là cái vùng kháng cự vùng 41, 41.5 đó, BIDV. Thì nó đang test cái vùng này, chúng ta thấy là nó test 4 phiên rồi, test 4 phiên. Tuy nhiên cái điểm sáng ở trong cái việc test kháng cự lần này của BIDV đó là cái việc test và giữ trên cái vùng giá cân bằng. Thì các anh chị sẽ nhìn ngay được cái vùng cân bằng của BIDV nó thiết lập, đó là cái vùng 38, 383 ở dưới này này. Đó, tức là nó test, nó rung lắc làm sao kệ nó, tuy nhiên mà nó vẫn giữ được trên cái vùng nền cân bằng ở đây này, tức là vùng 38, 383 đối với cổ phiếu BIDV á, thì mọi thứ nó vẫn ổn định. Khi đó chỉ cần dòng tiền ở đây nó đồng thuận mà nó giữ ngang ngang mức trung bình 20 phiên thôi, tức là đâu đó tầm 70-80%, hiện tại là BIDV đang có cái mức dòng tiền 70-80% rồi. Chúng ta thấy là nếu kéo lên thì cũng hơi ráng và hơi đuối một tí, tuy nhiên thì giữ được cái mức này thì dòng tiền mới nó sẽ vào, nó kích hoạt và nó có thể phá vỡ luôn cái vùng kháng cự ở đây, nó đâm nó xuyên qua. Đó, do vậy thì BIDV vẫn chưa xác nhận cái việc vượt kháng cự 41-41.3 này. Tuy nhiên thì mọi thứ cho đến thời điểm này, 4 cái phiên vừa rồi thì BIDV vẫn đang test rất là tích cực khi mà nó nằm trên được cái vùng nền cân bằng. Và hiện tại các cái chỉ báo, các indicator thì chúng ta thấy là cái thế giá và cái thế may vẫn đang rất là tích cực, đang hướng lên, đúng không ạ? Uptrend đang hướng lên đối với BIDV. Tiếp theo đó là công thương. Công thương phiên cuối tuần tăng trần anh chị, 6,88 gần 7%. Công thương thì chúng ta nhận định là cũng tương tự BIDV như vậy, nó có một cái cản trên ngay sát ở trên đầu, lơ lửng ở trên đầu, đó là vùng 29, đúng không ạ? Thì công thương cũng tương tự như vậy, khi mà gặp cái kháng cự 29 này thì các anh chị thấy là nó lơ lửng ở đây 5 phiên. Tuy nhiên công thương cũng tương tự như là BIDV, khi mà nó giữ được cái nền giá của nó thì các anh chị hãy cùng mình nhìn cái vùng chữ nhật ở đây này, tức là cái vùng 25.5 á, thì đây là cái vùng cân bằng mà chỉ cần nó test lên test xuống gì kệ nó, mà nó cứ giữ trên cái vùng cân bằng 25 năm này thì mọi thứ vẫn khá là ổn về cái việc duy trì xu hướng đi ngang và có khả năng tạo được cái nền mới để kích hoạt cái trạng thái dòng tiền mới. Như vậy thì định hướng của chúng ta là công thương vẫn nỗ lực duy trì lên vùng 29, và nếu đánh vượt được cái cản 29 này thì cái thế và cái xu hướng của dòng tiền sẽ rất là mạnh đối với cổ phiếu công thương trong cái giai đoạn hiện tại. Còn về dòng tiền thì chúng ta thấy là dòng tiền đoạn này vẫn đang khá là đều và tốt, đúng không ạ? Sau cái thời gian tăng liên tục thì chỉ có 1-2 cây nến ở đây là chốt lời thôi, còn lại là liên tục được mua, lực cầu liên tục được đổ vào đối với cổ phiếu công thương. Tổng tính chất dòng tiền nó đạt được 65-70%, như vậy thì cái đoạn này vẫn còn tăng được 80-85% lên, tức là xu hướng tăng vẫn còn. Như vậy thì thế may và thế giá ở đây của công thương vẫn là cái thế giá hướng lên, thế giá tăng các anh chị ha. Tiếp theo đó là ACB. ACB đoạn trước thì chúng ta vẫn đang chờ đợi cái việc ACB vượt cái vùng 23 cản này, thì phiên cuối tuần đã vượt được rồi các anh chị, đánh lên 4,4%, và nó đánh vượt và dòng tiền đoạn này đang cải thiện rất tích cực rồi,
Chúng ta thấy là dòng tiền đoạn này lăn cặn trung bình 20 phiên, có khi là vượt lên trung bình 20 phiên. Đó là cổ phiếu ACB, và dòng tiền nó vào đang rất là đều đặn đối với ACB rồi. Con này là bây giờ nó chạy sau. Nó chạy sau thì bây giờ nó rất là tích cực với cái dòng tiền khoảng 70-75% về dòng tiền. Như vậy thì nó cũng gần tiệm cận ở mức 80, tuy nhiên vẫn còn có khả năng rướng lên 80-85% đối với cổ phiếu ACB. Và một loạt các cái cổ phiếu chạy sau trong nhóm ngành ngân hàng nữa, các anh chị thấy như là con TCB này. TCB đoạn trước rất là yếu, tuy nhiên đoạn này là bắt đầu chạy rồi. Những con này chạy sau. Do vậy thì chúng ta không lo ngại về cái vấn đề nó điều chỉnh. Ví dụ TCB đoạn trước chúng ta thấy chỉ lanh quanh test dưới cái kênh giảm màu đỏ ở đây thôi. Liên tục 5 phiên là cái 5 phiên tăng của con Techcombank này. Ngoài ra thì STB cũng là một trong những cổ phiếu mạnh trong cái đoạn hiện tại. Nói chung thì định hướng của mình thì cái dòng ngân hàng cho đến thời điểm này rất là tốt rồi. Đoạn trước anh chị tham gia cùng với mình mua và gia tăng liên tục thì bây giờ chúng ta đều khá là an tâm, khá là ổn định với các cổ phiếu trong cái dòng ngân hàng cho đến đoạn này rồi các anh chị ha. Dòng ngân hàng chúng ta thấy là nó vẫn đang dẫn dắt và nó xứng đáng là đàn anh cũng như là cái đầu tàu để kéo chỉ số VN-Index của chúng ta. Đó. Và nhờ có dòng ngân hàng đồng loạt cũng như là nỗ lực như là cái trong phiên ngày cuối tuần, phiên ngày 2 tháng 12 đó, là chúng ta thấy nó lan tỏa đều ra các cái cổ phiếu nhóm khác, chứng khoán, thép, bất động sản thì nó đều có cái mức dòng tiền rất là đẹp. Cho đến thời điểm này thì chúng ta thấy là thị trường đang rất là đẹp các anh chị ha. Tiếp theo các anh chị hãy cùng mình chúng ta nhìn sang cái nhóm giữ tiếp theo, đó là cái nhóm Vinhome này. Câu chuyện của nhóm Vinhome ha, thì đoạn trước mình định đánh lướt Vinhome và Vincom thì theo thôi. Tuy nhiên cho đến thời điểm này nó vẫn đang rất là đẹp, do vậy mình quyết định là giữ lại luôn. Và chúng ta thấy là Vinhome vẫn còn đang tăng trưởng rất là tốt này. Chúng ta mua từ những cái nhịp chỉnh ở dưới này thì bây giờ nó tăng lên. Và nó tăng như thế này thì các anh chị thấy là ngay cái thế may và cái thế giá của nó cũng đã bắt đầu cải thiện và tích cực rồi. Đúng không ạ? Cái thế may và cái thế giá này nó vẫn đang hướng lên, tức là vẫn đang uptrend này. Còn về cái động thái là dòng tiền thì mình thấy dòng tiền đoạn này nó đánh vào khá là nhiều. Thấy không? Thì cái nhiều như thế này thì nó đạt mức dòng tiền là 85-90%, tức là nó rơi vào cái trạng thái mà nó sẽ bị không có ồ ạt được vào nữa. Và chúng ta thấy là điều này cũng rất là đúng khi mà Vinhome sẽ tìm cận cái vùng kháng cự rất là mạnh. Thì cái kháng cự rất là mạnh, tức là cái trend line nằm ngang ở đây ngay tại cái vùng 59 cũng là một trong những cái kháng cự rất là mạnh đối với Vinhome. Như vậy thì nếu như mà các anh chị đã theo mình và có lời ở đoạn này thì chúng ta hoàn toàn chốt lời được tỷ trọng một phần 30-40% ở ngay cái vùng giá 59 đối với cổ phiếu Vinhome anh chị ha. Mặc dù cái xu thế của nó đang rất là đẹp, chưa có cái mẫu hình nến gì xấu cả, tuy nhiên nó gặp kháng cự và cái dòng tiền nó quá mua thì chúng ta có thể chốt bớt, không cần chốt hết, tuy nhiên chốt bớt được. Vinhome Retail đẩy vượt kháng cự rồi các anh chị, rất là mạnh luôn. Chúng ta thấy là đây là cái kháng cự 30-31. Thì video trước mình cũng đã phân tích cùng với các anh chị là khả năng nó phá cái kháng cự 30-31 này để nó hướng lên cái vùng trên mà mình vẽ sẵn ở trên này này. Đó là cái vùng 33 đó. Đó là cái vùng 33 các anh chị ha. Cái vùng 33 này. Thì bây giờ chúng ta thấy là cái dòng tiền đang rất là ổn định này. Và nó cũng đang ở trạng thái cao luôn, 75-80%. Thì nó sẽ tiếp tục tăng, tuy nhiên cái kiểu là tăng rướng, tức là khối lượng sẽ không vào mạnh như thế này nữa, 4-5 phiên vừa rồi nữa, mà nó sẽ kéo giá lên. Nó kéo giá lên làm sao cho chạm được cái vùng 33 kháng cự ở trên này. Đó. Và cái thế may, thế giá thì Vincom Retail đang rất là đẹp. Nó là cái thế hướng lên nha. Thế hướng lên, thế tăng luôn anh chị. Rồi tiếp tục. Nhóm chứng thì chúng ta có được trong danh mục hai con, đó là HCM và SSI. Đến đoạn này thì cũng rất là đẹp. Chúng ta cùng nhau nhìn xem HCM này. HCM 4 phiên đi ngang trong cái vùng Maikumo, duy trì tích lũy trên cái giá trị cân bằng 20 và sau đó tiếp tục có cái định hướng là sẽ mở rộng cái band trên này ra để hướng lên cái vùng kháng cự mạnh, đó là vùng 25. Thì theo mình là cái định hướng con này, cái thế may và thế giá dù đang bị lọt vào trong cái đám mây này, tuy nhiên thì dòng tiền đang rất là đẹp, 70-75%. Dòng tiền này đang rất là đẹp và nó đang có cái xu hướng là tăng dần lên, đúng không ạ? Do vậy thì HCM kỳ vọng được là nó lên đến vùng 25 các anh chị nha. Yếu yếu thì 24.5 nhưng mà mạnh thì lên tới 25 được. Đó là HCM. SSD này. SSD đang chạm kháng cự và đang giao dịch trong vùng may.
điểm tích cực khi mà cổ phiếu giao dịch trong vùng May, đó là chúng ta phải phải có được một cái điểm tích cực duy nhất, đó là cái việc nó giao dịch trên cái thế cân bằng. Ví dụ này, SSI có cái vùng cân bằng đó là vùng 17.3, đúng không ạ? Thì chỉ cần nó giao dịch, nó đi ngang kệ nó, tuy nhiên nó cứ nằm trên cái vùng cân bằng này là mọi thứ sẽ ổn định. Khi đó dòng tiền mới sẽ được kích hoạt vào, và có khả năng là SSI nó còn phá luôn cái kháng cự vùng 20 đây này, nó hướng lên cái mốc cao hơn. Và chúng ta có thể kỳ vọng được đó là một trong những cái mốc pivot ngay tại vùng 21-22 ở phía trên này. Đó. Ngoài ra thì dòng chứng nó còn rất là nhiều cái mã cổ phiếu đẹp nữa, chứ không phải hai con này. Hai con này là hai con mình khuyến nghị mua và nắm giữ trong danh mục thôi. Còn ngoài ra thì một tí nữa có thời gian chúng ta sẽ đi sâu vào cái dòng chứng này. Tại vì cái dòng chứng các anh chị thấy là đây nè, cái chỉ báo định lượng sức khỏe của dòng chứng này, các anh chị thấy đang khỏe đều hết. Khỏe đều. Khỏe đều ở đây nó có nghĩa là chúng ta mua bất kỳ cái con nào trong dòng chứng thì đoạn này nó cũng đều tăng cả. Tức là cái dòng tiền nó lan tỏa ra các anh chị. Đó. Anh chị nào muốn mua thì nên chọn những cái nhóm nào nó đang khỏe đều như thế này, hoặc nó đang ở cái trạng thái chúng ta gọi là cái trạng thái nó luân chuyển từ doji sang khỏe như thế này, thì cái mức lợi nhuận nó sẽ còn nhiều hơn. Đó, ví dụ cái nhóm này nó đang là cái nhóm đầu tư công hoặc là bất động sản khu công nghiệp, nó đang thỏa cái tiêu chí này cho các anh chị này. Thì hôm trước mình khuyến nghị các anh chị những cái mã cổ phiếu rồi đó, ba cái mã cổ phiếu tham gia này, ví dụ như là đây FPT, BBH và BHR, đúng không ạ? Thì trong cái phiên cuối tuần thì BHR thì rất là đẹp rồi. Đây, BHR rất là đẹp, tăng trần luôn. Giữ được cái nền cân bằng 40.5. Bây giờ cái xu hướng tiếp theo của BHR là nó sẽ tiến dần vào trong cái May này. Đó, và nó sẽ tiến dần lên cái vùng 51 trong cái May này các anh chị ha. Thì xu thế ở đoạn này thì các anh chị thấy là dòng tiền đang vào này. Dòng tiền đang vào, đúng không ạ? Đang rất là đẹp đó. Chúng ta thấy là cái đoạn này dòng tiền đang vào có xu hướng tăng hơn đối với BHR. Thì cái nhóm này đang khá là ổn. Ổn ở đây là các anh chị biết là nó chuyển từ cái xu thế doji này, tức là cái xu thế cân bằng chờ dòng tiền, sang trạng thái khỏe, tức là nó sẽ kích hoạt được một cái nhịp tăng. Thì cái nhóm này ngoài BHR là chúng ta mua sau. Đó. Còn những cái cổ phiếu khác thì các anh chị thấy là ngoài ra chúng ta còn có những cái cổ phiếu khác. Ví dụ ở trên này các anh chị có thể thấy này, SJC, đúng không ạ? Đoạn trước thì chúng ta mua và chúng ta nắm giữ luôn này, SJC. Hoặc là KBC, đó cũng rất là đẹp. Hoặc là VCG, rất là đẹp. Đoạn trước thì chúng ta còn mua FPT này. FPT cũng đang khá là ổn, có cái vùng cân bằng rồi, đang tiến vào May để test May ở trong này đó. BVH thì hơi nặng mông, thì mình nói rồi, BVH thì bị nặng mông một tí, tại vì dòng tiền nó đánh ở đây khá là yếu này. Anh chị thấy không? Dòng tiền của con BVH này mới chỉ được 50% thôi, chưa được 55 nữa. Nếu nó mới tiến lên 55% thì nó mới cải thiện được cái xu hướng tăng này, 55% trở lên mới ổn. Ngoài ra thì BVH còn gặp một cái vấn đề xấu nữa, đó là cái chỉ số tài chính. Đây, anh chị check vào cái chỉ số tài chính của BVH, anh chị thấy rất là thấp, không? Nó thấp 7 này, nó fail hết tất cả này. Thì lý do ở đây cũng là một phần khiến cho cổ phiếu BVH đoạn này không tăng được, không tăng mạnh được, nha. À, còn BHR thì tài chính nó đẹp, do vậy thì nó tăng rất là nhanh, tăng rất là nóng luôn. Đây, anh chị chết tài chính của BHR đẹp này. À, con này còn tích sản được luôn khi mà mức độ cam kết là 33%. Và cái mức độ sức khỏe tài chính ở đây là 6/8 tiêu chí. Đó, do vậy thì BHR rất là đẹp cho cái việc tích sản luôn. Ngoài ra thì dòng tiền nó cũng đang kích hoạt rất là tốt anh chị ha. Đó, đó là một số cái cổ phiếu, một số cái xu hướng trong thời gian vừa qua chúng ta đầu tư này. Đó, thì mình lướt nhanh để mình tổng kết lại, đánh giá cái xu hướng cùng với các anh chị trong cái nhịp này. Còn bây giờ cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta vẫn đánh giá để các anh chị tránh đi xa vào những cái nhóm ngành mà nó không có cái dòng tiền. Thì trên này các anh chị thấy là những cái nhóm cổ phiếu mà chứa dòng tiền tích cực ở giai đoạn hiện tại. Đây là cái bản tin nhận định của mình trong cái phiên ngày hôm qua, tức là phiên ngày 31 tháng 11 á. Đó, 31 tháng 11. Đó, thì mình có nhận định là cái nhóm cổ phiếu chứa dòng tiền tích cực đó là banh, chứng, thép, đầu tư công và đầu tư công. Thì mình chọn bốn cái dòng này để mình đánh tập trung. Banh thì cũng đã có cổ phiếu trong danh mục rồi, chứng thì có danh mục rồi, thép đoạn này dở một cái là mình không vào được anh chị. Tại vì đoạn trước mình canh vào, tuy nhiên thép nó mạnh đến cái mức độ mà nó tăng liên tục và không có cái nhịp điều chỉnh nào xứng đáng để chúng ta vào luôn kìa. Do vậy thì thép ở đoạn này trong room của mình rất là tiếc khi mà không giới thiệu được cái điểm mua dành cho các anh chị, khi mà chúng ta bỏ lỡ cái dòng thép này ra.
Banh chứng thì chúng ta vào kịp, tuy nhiên thép thì nó tăng mạnh quá đến nỗi mà mình không canh được cái điểm vào sao cho nó hợp lý để mình báo cho các anh chị luôn. Đó là chúng ta bỏ lỡ một cơ hội rất là tiếc đến từ cái dòng thép. Đầu tư công thì chúng ta vào được, đầu tư công thì chúng ta vào được. Còn bất động sản thì ngay từ đầu mình quyết định là không tham gia rồi. Còn cái lý do tại sao mình không tham gia bất động sản thì mình cũng chia sẻ với các anh chị rất là nhiều đoạn trước, tại vì bất động sản nó phân hóa rất là mạnh, đúng không ạ? Nó chỉ kéo tan đâu đó Đất Xanh, Nam Long hoặc là KDH thôi. Còn lại những cái con như là Phát Đạt, Novaland thì nó lại rơi vào cái trạng thái yếu và phân hóa. Khi mà một cái danh mục của một nhóm ngành nó phân hóa như vậy thì ít khi mà mình khuyến nghị cả. Mình chỉ khuyến nghị khi mà dòng tiền nó có sự đồng thuận và có sự lan tỏa ở các cái nhóm ngành, thì khi đó banh chứng thép đều đạt. Đó, bất động sản thì bị phân hóa. Đó, còn đầu tư công thì sau này nó mới cải thiện được dòng tiền, thì khi đó chúng ta biết vào sau, đúng không ạ? Đó, đó là cái tính chất mà chúng ta đang phân tích. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dành một ít thời gian, chúng ta nhìn lại, tổng kết lại xu hướng chung này. Trước tiên hãy cùng mình nhìn lại cái xu thế chung của thị trường anh chị ha. Đây, chúng ta lưu ý là chúng ta vẫn đang trong cái trend giảm, cái thị trường gấu, thị trường giảm ở trong cái kênh giảm trung hạn này. Đây là cái kênh của cái mô hình chart tuần theo cái mẫu hình nến Heikin Ashi, thì cái chart tuần này vẫn còn định hướng là cái chiều giảm, xu hướng nó vẫn hướng xuống anh chị thấy không? Đó, bây giờ trong ngắn hạn thì chúng ta như thế nào? Trong ngắn hạn thì chúng ta đang nhảy ABCDE ở đây, ABCDE ở đây. Thì ABCDE đây gọi là hồi phục trong cái kênh giảm này. Thì cái mức độ hồi phục cao nhất có thể đạt được đó là cái điểm E. Để đến được cái điểm E thì chúng ta đang ở những cái điểm C này, và có thể xảy ra điểm chỉnh D nhẹ nhàng trước khi mà lên đến cái điểm E. Thì cái điểm E này chúng ta có thể kỳ vọng được cái vùng 1100 hoặc là cao hơn 1200 các anh chị ha. Thì đó là cái điểm mà kỳ vọng chúng ta trong cái nhịp hồi phục lần này. Còn về trung hạn thì chúng ta vẫn đang trong cái kênh giảm, các anh chị lưu ý chúng ta vẫn đang trong kênh giảm này nha. Ngắn hạn thì chúng ta đang hồi phục này. Tiếp theo đó là cái khung thời gian chắc ngày. Chắc ngày thì chúng ta thoát được cái kênh trên lay giảm này. Đó, indicator đang rất là tích cực. Chỉ có một điều là những cái mẫu hình nến này, những cây nến nó đang vào trong đám mây. Để vào trong cái đám mây này, thứ nhất là nó phải bẻ cái band của cái dãy Bollinger Band này. Nó phải bẻ cái band này lên. Nó bẻ lên một cách từ từ nha. Ngày hôm nay là mình thấy là tan hơi thốc á. Đó, và chúng ta thấy là nó bẻ cái band này. Và khi nó bẻ cái band này thì nó sẽ có những cái cây nến, hai cây nến tăng tiếp theo để nó chạm vào trong cái vùng trên của cái đám mây màu đỏ này, tương ứng với cái chỉ số 1125 đối với VN-Index. Do vậy thì cái xu hướng thế mây và thế giá này chúng ta thấy là nó vẫn đang đánh một trong những cái nhịp tăng rất là tốt. Đó, và chúng ta vẫn kỳ vọng 2 cho đến 3 phiên tới, tức là phiên thứ 2, thứ 3 tuần sau á, thì vẫn là những cái nhịp tăng anh chị ha. Vẫn là cái nhịp tăng và nó chui vào trong cái mây này, chui vào trong cái đám mây này. Đây là cái khung thời gian chắc giờ mô hình nến Heikin Ashi thì chúng ta vẫn đang có những cái nhịp tăng liên tục này. Đoạn trước nó chỉ chỉnh nhẹ ở đây thôi, chỉnh nhẹ ở đây rồi tiếp tục tăng. Như vậy thì cái vùng này nó sẽ có kháng cự này. Đấy, nhưng anh chị thấy không? Vùng này nó sẽ có một cái vùng cản kháng cự này. Đó, do vậy thì nếu nó tăng và phá cái kháng cự ở đây thì dòng tiền đang cực kỳ mạnh luôn, nó chạy vào, tiếp tục là chạy vào. Do vậy thì nhìn chung cái xu thế đoạn này vẫn đang rất là tốt. Điểm mua thì nó sẽ điểm mua mới thì nó sẽ cạn dần, tại vì xu thế nó tăng liên tục như thế này thì chỉ phù hợp cho các anh chị đang nắm giữ cổ phiếu thôi. Còn các anh chị chưa có mặt hàng thì nó lại thu hẹp cái khoảng cách mua của anh chị, tức là các anh chị sẽ có những cái nhịp nó hơi chậm một tí và không có cái điểm mua vào. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau lấy danh sách các cái mã cổ phiếu VN30 ra, cũng chính là cái nội dung chính của video phân tích cuối tuần mà chúng ta thường xuyên phân tích á, thì chúng ta sẽ đưa vào cái việc là phân tích 30 mã cổ phiếu trong rổ VN30 các anh chị ha. Chúng ta sẽ cùng nhau đi lướt qua các mã cổ phiếu này. ACB thì mình phân tích rồi, thế may thế giá đang rất là đẹp, vẫn đang có cái chiều hướng lên cả này, nó tích lũy đủ rồi. Còn ACB này nó tích lũy nguyên cái đoạn này này. À, nó tích lũy trong mây anh chị ha, tích lũy trong mây và bây giờ đó là cái lúc nó kích hoạt. Thì con này chạy sau mình tin tưởng là nó sẽ điều chỉnh ít hơn hai con chạy trước, đó là BIDV và công thương. Đó, do vậy thì nó sẽ nỗ lực và nó tiếp tục tăng lên. Thì bây giờ nó sẽ có những cái ngưỡng mục tiêu ở đây, ví dụ như là ngưỡng 24.1 này là ngưỡng mục tiêu đầu tiên này. Tiếp theo ngưỡng tiếp theo đó là ngưỡng 26, thì bây giờ chúng ta mới chờ ngưỡng 24-25 trước đã đi rồi chúng ta tính, tại vì cái vùng này nó cũng bị vướng cái cản khá là dài ở trên này.
Đó, 24, 25 cũng bị vướng cái cản khá là dài các anh chị ha. Rồi, ACB rất là đẹp, thế giá tăng. BIDV rất là đẹp, cũng là thế giá tăng. Đó, chúng ta chờ cái kết quả là nó phá cái vùng kháng cự 41, 41.3 nữa là khá là ổn đối với con BIDV này thôi. Công thương cũng rất là đẹp, thế giá này là thế giá tăng và hướng lên. Kháng cự của nó chưa vượt được đó là vùng 29 ha, kháng cự 29. HD Bank đã cải thiện được, con này thì chạy sau. Tuy nhiên thì mình không đánh giá cao khi mà cái điểm yếu của nó là cái dòng tiền, khối lượng vào nó không được thanh thoát như các cổ phiếu khác. Do vậy thì con HD Bank này các anh chị đầu tư thì đầu tư vẫn được thôi. Tất nhiên là chúng ta vẫn vào được. Tuy nhiên thì cái khối lượng vào ở đây khiến cho mình không có khuyến nghị các anh chị thôi, chứ không có cái gì xấu cả. Đó. Tuy nhiên thì cái thế may của nó vẫn là cái thế hướng giảm này. Thế may ở đây vẫn bị khá là bó và tù anh chị ha. Đó là HD Bank. MB Bank. MB Bank bắt đầu mạnh rồi. MB Bank bắt đầu phá được cái đỉnh ở đây rồi. Đây là cái đỉnh kháng cự của MB Bank này. Thì bây giờ đang tiến dần vào may. Chưa vượt được may, tuy nhiên đang tiến dần vào may. Khả năng là vẫn tiếp tục kích hoạt và tăng trưởng khi mà cái khối lượng dòng tiền đang vào tốt này. Khối lượng dòng tiền đang vào tốt. Thì cái điểm đến tiếp theo sẽ là cái ngưỡng 19.8, ngưỡng 20 MB Bank các chị ha. Ngưỡng tiếp theo là cái ngưỡng này. STB, chúng ta xem xu thế như thế nào. Con này thì thoát may rồi này. Thế đã bắt đầu thoát may. Và cái thế xu hướng ở đây đang hướng lên, chỉ báo kỹ thuật cũng đang hướng lên. Dòng tiền thì đoạn này đang rất là đều. Đó, thì đều đặn như thế này thì đẹp rồi. STB như vậy thì định hướng có thể hướng lên được vùng 2223, 2223 nha, đó là STB. Techcombank cũng như vậy, mình đã nói là câu chuyện Techcombank nó chạy sao. Do vậy đoạn này thì nó chỉ chạy thôi mà nó sẽ ít điều chỉnh lại. Và cái vùng đến của nó là chúng ta chờ cái vùng 30.3, 30.5 các anh chị nha, 30.3, 30.5 trong ngắn hạn ở đoạn này. Tức là sẽ có những cái cây nến thoát ra khỏi mây. À, tuy nhiên thì những cái cổ phiếu mà tăng nhanh như thế này thoát ra khỏi mây thì ít hay nhiều là phải tạo nền trở lại trước khi tăng tiếp, chứ không thể mà kéo tăng một mạch được. Bây giờ nó đã tăng 5-6 phiên rồi này, 5-6 phiên rồi. Khối lượng vào này, khối lượng vào. À, thì bây giờ cái điểm đến chúng ta chờ được là 30.3, 30.5. Còn Techcombank này, một cái điểm tích cực của con này đó là nó chạy sau, do vậy thì nó sẽ tiếp tục kéo dài cái nhịp chạy nha. Ha. Nhóm banh rất là đẹp anh chị, chúng ta thấy là nhóm banh không có chỗ nào để mà chê được. Ngay cả Vietcombank cũng đang kéo tăng rất là tốt luôn. Tuy nhiên con này thì nó mang cái tính chất phân phối và điều tiết thị trường thì mình ít khi khuyến nghị ha. À, chúng ta cứ theo dõi nó thôi. Còn về cái thế và cái xu hướng của nó đang là thế tăng và xu hướng rất là đẹp rồi. VIBank bắt đầu có cái dòng tiền vào, anh chị ha, lưu ý con này chạy sau này. Con này chạy sau có dòng tiền vào. Do vậy thì nó sẽ phù hợp cho cái điểm mua đẹp nhất đó là vùng 16.5, 16, 16.5, 16 cộng trừ. Tức là khi mà nó vào trong cái may này thì nó sẽ bị đi ngang vài nhịp. Thì khi nó đi ngang như vậy thì nó sẽ có cái điều kiện để chúng ta mua cái giá tốt hơn. Còn khi nó thoát may thì nó chỉ chạy thôi. Thoát may một cái là nó chỉ chạy thôi anh chị ha. Nói chung là cái dòng ngân hàng khỏi phải chê, đang rất là đẹp luôn. Tiên Phong Bank cũng như vậy, đang vào trong cái thế may này. À, nó sẽ có những cái phiên tăng giảm đang sang thì sẽ là cơ hội các anh chị có thể mua được vùng 21, 21x các anh chị ha. VIB. VIB cũng đang tiến vào may, thoát được cái kênh giảm này, kênh giảm màu đỏ này, đúng không? Kênh giảm màu đỏ ở đây kéo dài rất là dài luôn, rất là đều. À, bây giờ bắt đầu có dòng tiền nó vào này, nó đánh vào dòng tiền này. Cái nào mà nó tiến vào may thì lúc mà nó tiến vào may các anh chị muốn mua thì mua trong cái đoạn này vẫn kịp 20x nha. Chứ mà để nó thoát may nó vào xu hướng uptrend thì đừng có đuổi giá nó nữa nha. Khi đó nó đuổi giá hơi cực. VPH. VH còn dưới may các anh chị. Tuy nhiên con này điểm yếu của nó là dòng tiền không có vào đều. Con này điểm yếu của nó là dòng tiền, khối lượng vào. Đó, chúng ta thấy là khá là ngặt, đúng không ạ? Khối lượng lệch đệch trung bình 20 phiên mà chỉ đâu đó khoảng còn gần 1 triệu cổ phiếu khớp lệnh thôi. Đối với BVH là thấp. Để mà BVH nó kéo được á, là cái khối lượng nó phải tăng cao như thế này này. Đây này. Những đoạn như thế này thì khối lượng nó mới đủ kéo cái trend xu hướng của BVH. Còn con BVH nó cũng có một cái điểm yếu, đó là cái điểm yếu về chỉ số tài chính rồi. Nãy anh chị thấy đúng không ạ? Gần như là nó thất bại tất cả, khiến cho cái việc nhà đầu tư quan tâm và đầu tư đến nó giai đoạn này cũng rất là thấp luôn. Bán lẻ câu chuyện bán lẻ đang hồi phục và có dòng tiền vào, các anh chị có thể chú ý được nhóm bán lẻ này rồi đó.
như là thế giới dao động này, điểm mua lanh quanh cái vùng cân bằng 44, 45 thì cũng mua được đối với thế giới dao động. Mục tiêu là tiến và hướng lên vùng 54. Ngoài nhóm bán lẻ này thì chúng ta thấy còn FRT này, các anh chị thấy là cũng ổn này, dòng tiền bắt đầu cải thiện hơn rất là nhiều. Hoặc là DGW kép này, đó, dài tiền dòng tiền cũng đang cải thiện rất là nhiều đến từ DGW kép này, thấy không? Đó, tiếp theo đó là con BET nữa này. Anh chị thấy là dòng tiền cũng đang rất là cải thiện. Nói chung là cái đoạn này nhóm bán lẻ đang có cái dòng tiền vào. Đang có cái dòng tiền vào. Mặc dù cái thế may và cái thế giá nó vẫn còn xấu khi mà nó đang nằm dưới may rất là xa. Tuy nhiên thì nó lại là điều kiện thuận lợi để các anh chị thăm dò cái điểm mua. Đó là cái dòng bán lẻ. Dòng bán lẻ thì chỉ nên thăm dò điểm mua thôi, 30-40% thôi các anh chị. Còn khi nào nó thoát may và vượt may thì các anh chị hãy nâng tỷ trọng lên sau nha. Đó, thế giới dao động này. FPT thì mình vừa báo mua luôn, mình báo mua cái nhịp ở đây này, nhịp 74-75. Nói chung con này đang tiến vào may thì chúng ta thăm dò, chúng ta mua dần là được rồi. Khi nào nó vượt may thì chúng ta gia tăng nữa là khá là ổn. FPT thì không còn phải nghi ngờ gì nữa về cái tính chất của cái doanh nghiệp. Đoạn này thì nó hơi yếu do cái bản chất của nó là cái dòng tiền thiếu dòng tiền. Và cái chart kỹ thuật, cái thế nó cũng không đẹp nữa khi mà nó đang bây giờ cho đến thời điểm này thì nó mới tiến vào may. Đó, những con này nó chạy sao chạy chậm do vậy thì mới có cơ hội là đợt trước mình mới khuyến nghị các anh chị tham gia vào đó ha. Masan cũng đang lầm lũi đi lên thôi. Con này thì cái biên độ tăng không cao đó, tuy nhiên thì cái thế là cũng là cái thế tăng cũng rất là đẹp. Tuy nhiên thì ở đây mình không khuyến nghị cái điểm mua Masan anh chị ha. Vinamilk thì như thế nào? Vinamilk đã phá được đỉnh rồi, cũng là Vinamilk đoạn này lít luôn anh chị, rất là đẹp luôn. Đây các anh chị thấy là từ tháng 6 này, giữa tháng 6 đến thời điểm này vẫn là một cái xu hướng hướng lên, xu hướng tăng của Vinamilk. Vinamilk thì thuần về cổ phiếu tích sản, anh chị nào muốn tích sản thì hãy tham gia Vinamilk nha. Thì những cái cổ phiếu tích sản nó tiện một cái là các anh chị không cần phải canh cái điểm mua, mà chỉ cần nhận lương thì chúng ta trích một phần ra chúng ta mua thôi, giá nào cũng được, cứ mua đều đặn tích sản từ 3 cho đến 5 năm thì nó sẽ rất là hiệu quả luôn. Vinamilk đoạn này thì tại sao mình hay nói đến cái câu chuyện tích sản này? Thì anh chị thấy là chỉ số của Vinamilk rất là đẹp. Nó kết hợp cái này này, sẽ nó kết hợp cái này nữa, hai cái này cộng lại thì tích sản chỉ số rất là cao, gọi là hàng top ở trong các cổ phiếu hiện tại của niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam các anh chị. Thì Vinamilk thuộc là hàng top của tích sản luôn đó. Anh chị thấy không ạ? Chỉ số rất là tốt. Như vậy thì câu chuyện của Vinamilk này bây giờ đã phá được cái đỉnh cũ 82.5 rồi. Thì khi phá được ở đây thì nó sẽ định hướng lên được vùng 85-86 tiếp theo này nha. Tức là theo cái điểm Fibonacci ở phía bên trên này cũng là một trong những cái vùng cản ở trên này. Đó là cái điểm đến của Vinamilk anh chị nha. SAB thì đang bị gãy cái hộp Davat rồi các anh chị cẩn thận. Như đoạn trước mình nói là nó phân phối ở trên này này, còn SAB nó phân phối ở trên này, anh chị cẩn thận nha, phân phối. Thì bây giờ nó bị gãy cái hỗ trợ của cái hộp Davat rồi, cái này là điểm yếu, điểm xấu chứ không phải là đẹp. Khối lượng bán nó lên này, thấy không? SAB cẩn thận các anh chị nha. Gas thì đoạn này không biết đánh làm sao luôn ha, theo dõi thôi. Đánh dòng dầu thì đánh BVD đẹp hơn chứ. Đó, BVD đẹp hơn, hoặc là BVC nữa là BVT đó, đánh mấy cái con đẹp đó ổn hơn. Còn con gas đoạn này nó đi cái thanh khoản không có đều như thế này thì mình không có đánh nha. Theo dõi thêm khi nào cái khối lượng và cái thanh khoản nó vào tốt hơn, cải thiện hơn thì chúng ta đánh. BLX cũng đẹp, BLX cũng được tăng này, không có cái nhịp chỉnh để anh chị vào luôn chứ nói chi. Thì bây giờ nó đang vào may rồi đó. Nó vào may thì tất yếu ít hay nhiều nó phải có nhịp rung lắc đi ngang điều chỉnh, thì khi đó sẽ là cơ hội. Các anh chị chưa vào thì vào được. Con này đang có cái sự dòng tiền vào này, không? Thế tăng này. Đó, BLX cũng đẹp. Điểm mua hả? Điểm mua thì các anh chị có thể cân nhắc cái điểm mua quanh vùng 29. Nếu như mà rung mà điều chỉnh về cái nhịp như thế này này. Đây, rung về 29 tích lũy ở đây. 29 là cái nền cân bằng mà tích lũy được trên cái 29 là sẽ là cái điểm mua rất là tốt. Mục tiêu tiếp theo của BLX sẽ là cái vùng 33, 33, 34 ha, đó là mục tiêu của BLX.
bâu cũng đẹp này, bâu canh mua cũng được này. Nó tích lũy 4 phiên trên cái vùng cân bằng 10.5 này. Đó, như vậy thì đạt được tiêu chí điểm mua rồi đó. Anh chị nào thấy nó rung lắc điều chỉnh mua được qua lân quanh giá 11 anh chị nha. Điểm đến mục tiêu sẽ là vùng 12.8, chính là cái cản ở đây này. Đó là điểm đến mục tiêu của bâu. SSI mua bây giờ hơi khó, mua thì bắt đầu đuổi rồi. Mua gần gần cái khúc 17 năm 17 8 này thì mua. Hai nữa là đợi nó đánh vượt mây luôn, nó đánh vượt 20 luôn thì mua đuổi, mua crack nha. Đó là SSI. Con này thế và hồi phục cũng đang rất là đẹp, anh chị lưu ý nhé. Khối lượng cũng đang rất là tốt này, thế hồi phục cũng đang rất là đẹp. Thì dòng chứng đang rất là ổn rồi, dòng tiền nó tỏa đều luôn kìa. Novaland cũng đang trong cái giai đoạn hồi phục thôi. Ha. Hồi phục được mấy nhịp rồi, ba nhịp, bây giờ đi ngang đó. Không khuyến nghị mua những cái con mà nó chặt nó lỏng như thế này, ít khi mình khuyến nghị mua lắm nha. Mình cũng không bắt đáy luôn, nó cũng như BDR vậy, nó hồi phục nó có thể là tăng ăn bằng lần, nếu như mà hồi phục đúng thì đánh được 50-70%. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ đánh đổi bằng cái nhịp rủi ro rất là nhiều, nó hình thành thói quen xấu ấy. Nó hình thành thói quen xấu khi mà chúng ta lao vào những cổ phiếu chặt rất là lỏng. Đó, có thể ăn được một lần, anh chị nghĩ là chúng ta đánh giỏi, chúng ta đánh hai, tuy nhiên không phải đâu, nó là may mắn các anh chị, đặc biệt là những cổ phiếu mà nó cho chúng ta những cái chặt rất là lỏng như thế này thì mình không khuyến nghị. Mặc dù các anh chị thì nói là các anh chị vào ăn được 50-70%, tuy nhiên thì nó không bền, ăn cái này không bền được. GBR, BHR đều đẹp nha. GBR nó tăng liên tục, nó không có nhịp chỉnh đấy các anh chị vào luôn này. Thì bây giờ cứ để cho nó tăng tự nhiên thôi, cũng không đuổi giá trên này làm gì nữa. Nó sẽ lên đến vùng 16-16.5 ở trên này là nha. Đó là GBR. Không đuổi giá nha. Mua thì đợi sau, khi nào nó chỉnh hay mua. Còn bây giờ không được đuổi, không được mua đuổi, không được FOMO. Thấy nó tăng rồi các anh chị nóng lòng FOMO ở trên này, nó lại vướng ngay kháng cự rồi. GBR. KDH cũng đang rất là đẹp, là con này hồi phục tốt quá các anh chị. Ha. Đó, đang test may rồi, test may ở đây rung lắc này thì sẽ tìm về cái vùng cân bằng gần nhất là vùng 25.5, vùng 25 đó, thì đây là cái vùng cân bằng mình vẽ ra này. Tức là sao? Tức là nó sẽ có từ 3 cho đến 4 phiên đó, thì nó sẽ rung lắc đi ngang như thế này, phiên tăng phiên giảm này, mà chỉ cần nó giữ được cái vùng 25 trở lên thì khi đó những cái vùng 25 trở lên vẫn là cái điểm mua có hỗ trợ rất là tốt, đó là KDH nha. Đó, con này cũng đẹp, hồi phục. Vinhome thì đẹp rồi, tăng rất là tốt luôn. Điểm đến tiếp theo là vùng 59 các anh chị nha. Điểm mua ở dưới này rồi, điểm mua ở dưới vùng 46 rồi. Không mua nên không mua đuổi đây này nè. VIP thì mình không đánh, VIP với là Vietcombank thì chủ yếu chúng ta theo dõi nó điều tiết thôi. Vincombe Retail cũng đánh được rồi, chúng ta đánh nhịp 25 lên trên này thì bây giờ 31 rồi các anh chị, đánh từ 25 lên 31. Và có khả năng còn hướng lên 33 nữa kìa. Đó là Vincom Retail. Thế cũng đang rất là đẹp. Vietjet bắt đầu có dòng tiền vào này. Đó, tuy nhiên thì nó vẫn nằm dưới cái thế may, khiến cho chúng ta không có chọn lọc. Tức là còn nhiều cái cổ phiếu cái thế giá nó đẹp hơn, chứ không phải là chúng ta cứ lao vào những cái con nó yếu như con Vietjet này. Hòa Phát và thép tăng tốt quá các anh chị. Tuy nhiên thì đoạn này mình không vào được luôn, tức là nó tăng như thế này này, nó không cho chúng ta cơ hội vào luôn anh chị, thì thôi không được thì chúng ta cứ để cho nó chạy đây là, khi nào nó cho chúng ta vào thì chúng ta hãy vào, chứ không cố vào khi mà nó đang chạy anh chị nhé. Rồi, như vậy thì đó là những cái thông tin mà chúng ta trao đổi trong cái nội dung của video cuối tuần. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều quan tâm theo dõi mỗi video mà mình đưa lên trên kênh YouTube. Để có thể liên hệ và liên lạc với mình thì đây là cái khung để các anh chị liên lạc này. Và nếu như các anh chị nhận thấy cái phương pháp đầu tư của các anh chị á nó giống với mình thì chúng ta có thể làm người đồng hành để chúng ta kết nối lại với nhau, và chúng ta sẽ cùng nhau đi chung trên con đường. Mình lưu ý là mỗi nhà đầu tư thì sẽ có một cái phương pháp đầu tư khác nhau. Như vậy thì nếu như các anh chị ưa cái trường phái đầu tư phân tích định lượng như mình, phân tích về giá trị tài chính, phân tích về dòng tiền, phân tích về điểm mua,
nó định lượng tất cả mọi thứ, nó có số liệu rõ ràng, thì các anh chị quan tâm có thể liên hệ trao đổi cùng với mình để chúng ta có thêm nhiều cái thông tin hữu ích các anh chị ha. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều, và chúc các anh chị có một tuần sau nữa chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái những cái thành công giống như cái tuần này. Tuần này thì tuần trước mình đã khẳng định là trong cái ngày sinh nhật của mình, trong cái tuần sinh nhật thì thị trường sẽ tăng tốt để có thể là hỗ trợ và ủng hộ cho chúng ta những cái thông tin về tăng trưởng của các cổ phiếu rồi các anh chị ha.